Alo, nhớ hay sao gọi vậy? Đi ăn, cái anh chơi trước đi. Chứ còn chưa hả? Gì? Em gì ho thiệt mà cái gì trời nhanh cái con cá mà con cái canh mà mở là cái gì ta nhanh nhanh Gan Gan Alo Alo Gan biết cái gì mà cái canh mà có mở là cái gì tao không biết không cái canh chua này mà nội nấu canh gì mà cá có mỡ không biết nữa không biết nữa cái mặt ghê là cái gì cái chó mặt ghê hả hả cái chó mặt ghê đúng không làm sao để có ngon ngon mà lựu đạn nhiều rồi xài cái nào cũng được ghê vậy đẹp không khoa đẹp không khoa mới khoa mấy phút mình hết đó cũng mỹ á lộn con bà á khoai lộn khoai lang bị sặc á hiểu không khoa mấy phút mình hết đó ra đời ngon xong đúng rồi lên ba mấy sao ba ta không ơi ba ta bắn súng đúng rồi bắn súng nãy khoa vốt thằng hát nó ra anh trên con chưa nhanh cấp follow luôn mà con được khóc quốc thằng hát đúng rồi được một cái view rồi được một cái chính view rồi mới đăng hồi 5 giờ ơi 1 giờ trước mới đăng 1 giờ trước à 1 giờ trước một cái chính view 1920 cả chục ngàn view đúng không cả chục cao view tại vì tiktok người ta đang xu hướng á tại vì tiktok khoa lúc xu hướng khoa có làm biến làm á ta ta đang ăn mà muối gì trời muối gì được
rồi cũng coi lấy ba gói mì với lại hai cái tô với lại một 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 cái đất với lại ơi một cái chanh với lại một cái tương ớt với lại một con dao cho Kha ơi. Bà nội lấy combo, bà nội Kho lấy combo làm mì trộn để ngoài bàn cho Kho rồi. Kho nói Kho lấy ăn thôi. Ơi Kho trộn lên ăn. Cái mai Kho bực không. Ăn mì nó đỡ, đỡ tốn tiền nữa. Chị nhà Khoan có thương mì mà. Hậu cứu ích thông cảm. Cứu ích nó ăn đó. Không. Ăn xong mập. Xin lỗi. Nói ông chửi Khoa cả. Giận rồi. Chửi là mình giận rồi. Để Khoa thả tim nha. Thả tim bằng cái bài tuyển sinh viên này. Ơi 2.400 view rồi. Nãy mới có 1.902k4 rồi nè. 24. Trời, xuống mạnh nha gán, xuống mạnh nha. Bây giờ 2.497 nha. 2.497. 2.558. Xuống mạnh rồi, xuống mạnh rồi. Rồi thằng ngắt này tới tay. 2.647 nha. 2.647. 2.647. 2.696. Là một thì là cứ một giây là được. Một giây là được 50 view. Một giây là 50 view. 2.811. Không cái gì âm dịch tối hai tí nè con này tối hai mà cái này nè hôm nay mình sẽ gì khác nhé này cái gì khác nhé ai đùn mà nhảy tối hai mà trời ba 3k2 view rồi trời. Mới đây luôn, mới 2k8 luôn. Giờ 3k2 rồi nè. Mới đăng tức tốt. Nên quảng cáo thôi. Không quảng cáo, không quảng cáo. Trời 3k4 view rồi nè. Ba cái bảy rồi.
3962 3962 4248 4248 4321 4248 4321. Trời. bốn ba hai một không biết rồi. 4659 4680 5694 5745. Vậy là được vừa đủ 50 view á. 5745 5871. Ghê không bấy gan.
cái gì, những cái gì. Anh thích hả? Thích không? Dạ anh thích, dạ anh cứ nói với quên để thôi, anh cứ ngại, dạ anh không coi khoan. Thích thì cái gì thì cứ nói khoan ra anh thợ. Dạ anh nói chuyện qua anh. Dạ anh thích cái mọi lần, dạ anh thích cái gì anh cứ ngại không ạ. Anh kêu là ví dụ anh muốn hiểu không, anh kêu là anh mua trên cái này thấy không, bình thường cái khoa cũng chấn liền, cái khoa sẽ mua liền. Trời ơi là trời, mười cao viên rồi. Nhưng mà khoan muốn chơi game đúng không? Cái là con cờ thank you.
Hay không em? Mấy không rồi. Hai lần đứng chơi game rồi. Sao lần đứng chơi game? Nhưng mà em buồn hả? Em buồn đúng không? Mình sẽ chơi với ra. Xin lỗi. Mình chết mới xin lỗi đó. mười sáu là chín là sinh nhật Khoa. Mới đây mà sắp sinh nhật Khoa lại rồi, nhanh đi ha. Mới đây là sắp sinh nhật Khoa rồi. Sinh nhật ra là ra được tặng cái gì ta, em nhớ không? À, có ai tặng đồ cho Gan không? Mẹ có tặng Gan cái gì không? Đúng rồi. Gan. Cái nào thích ăn nữa, em thích ăn hả? Ủa khơi kêu hết tiền rồi nào, khơi kêu thích cái gì vậy nhỉ? Cương Anh thích cái gì? Ok, em có nghe rõ không vậy? Alo. Cương Anh cứ kêu Khoa là bằng mày vậy hả? Cương Anh không được hả?
kêu ba qua bằng mày. kêu mẹ ganh bằng mày. Kêu mẹ ganh bằng mày. Mày quên. Mày quên. 18k view rồi nè. Làm quả trứng mày à. Hả? Có gì cái gì? Bất diện hả? Tại sao không thấy mồm bơi Giáng sinh? Bây giờ khi nào có giảm giá thì mua. Bữa không mua hộp có 35.000 ra luôn. 35 kim cương. Đúng rồi. Trụ có bị ngứa quá, không gãi cái. Bị ngứa. Hả? Không nổi gì không? Không có gì. Mày bé gì? Mày bé. Cái gì em? Cái gì em ơi? Ok. Ok. Ok thôi. Đang chơi đi, không làm biến khôi, tôi làm biến chơi mà nói chuyện với gan thôi là đủ vui rồi. Ủa? 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 Gì vậy? Đưa không ta? Ủa? Ủa? Gì cái? Gì cái? Con gái? Mẹ mày. Sao thì nó chữa nha anh. Sao tự nhiên thằng thiện nó chữa nha anh vậy? Cười. Cười nữa chứ. Gan có đi xài nước hoa không? Sao không xài? Con gái là phải xài. Ủa coi thấy con. Cái chai của Khoa đâu? Cái chai Khoa đâu? Đúng rồi. Cho Khoa miếng. Đúng rồi. Mai mốt có coi mai mốt coi đi siêu thị có hay không mua nước hoa. Đi coi đi siêu thị được thử nước hoa đúng không? Được. Gai mắt quá. Bữa giờ anh có lì không? Sao không? Anh có lì.
rồi. Ok la. Ở trên nhà ngay ra nói chuyện một mình luôn á. Ra hôm nay nói chuyện với Khoa luôn. Ra bỏ Khoa một mình nhớ. Bỏ mình một mình nhớ. Bỏ tôi một mình nhớ. Đúng không? Có bỏ tôi một mình không? Cái gì? Đúng rồi không? Ơ? Không. Ok. Không có bỏ tôi một mình. Không bị BD mà. Nhanh ơi. Không bị BD á. Không bị BD. Nhanh cũng BD mà. Không chỉ cái bị BD hết. Nhanh là con trai. Nhanh là cú có gai. Đúng không? Khi xin lỗi. Khoan là cú có gai. Kiến tiện. Ủa UMB nữa. UMB lông nhông ngon lắm rồi đó. Anh nha, sao Khoa đau lưng quá à? Nghiên tị không? Nhưng mà trong game mình có cần cái gì nữa đâu ra. Trong game mình chỉ giới trí thôi nữa thôi mà. Tất cả rồi. Để khai ship cái MB một cái MB qua cho ra nha. Mấy xà với lại bích vàng chọn thế nào? Bích vàng nha, để Khoa kêu á. Kêu chuyện có chuyện quá. Chuyện mà bích vàng. Chuyển nha. Chuyển nha. Khoa sẽ gầy nha. Nha. Ừ nó chứ. Tính ừ. Chỗ sức kỳ vậy. Má lúc sức bi tiền là quần sờ không vậy mày? Mẹ lướt shopee nè. Quần chờ này. Cái gì vậy? Quần ló co te thể thao. Quải cước thiệt. Mẹ lướt shopee sao tàn quần lợt nha. Dạ. Nói lại quần lợt. Không có đăng nhập.
vãi cả liền thiệt. Má. Phao cực cái gì? Để coi coi bên này đu coi anh có điểm hết chưa nha. Anh ra anh đập số bên này đu cho khoa đi. Từ đầu nha, để khoa bị lắc rồi. Máy của khoa hay bị lắc quá à. Phụ huynh học sinh đăng nhập nè. Ra anh đập số điện thoại đi. Tỉnh Bình Thuận nè. Đây nè, khoa có số rồi nha. Ủa cái số 0855 là số sim gì vậy ra? Ủa sim gì mà 08 trước ta? Còi xong có điểm 1-2 rồi. Ủa cái này giữa 1-2 mà tại sao lại 1-2? Là sao ta? Giữa học kỳ nè, à giữa học kỳ toán là 3.8, vật lý 5.5, hóa 4.5.
bao nhiêu rồi? Bao nhiêu rồi? Đậu quá, cái kim chi dầu của khoai người ta. Chi dầu của khoai rồi. Đây nè. Chi dầu. Đậu quá. Đau. Thì đang xúc dầu. Em có nhức đầu không? Có bị nhức đầu không anh? Xúc dầu cho khoa lên. Anh xuất dầu cho khoa đi. Khoa không có thương nha. Ây, gan không có thương khoa. Gan không có thương khoa. Con ngủ con thương khoa. Rồi nghe anh chửi khoa, chửi vô cái mặt của khoa nữa mà. Nãy anh chửi mà. Để anh chơi mà im đi. Chửi to lắm. Nó chửi vô mặt khoa này. Chửi vô cái mặt của khoa này. Cái mặt của khoa này. Đúng rồi, kiểu cái mặt của khoa này, nước miếng còn dính trên mặt luôn này. Không hết thương người ta mới vậy đó. Thương người ta mới vậy. Tính ra khoa làm cái gì ai cũng nói hết đó. Anh có bao giờ thích đâu. Đúng không? Anh ơi làm cái gì cũng ghét hết. Không biết nữa này. Đúng. Làm cái gì cũng ghét hết. Làm cái gì cũng ghét. Thời gian thì đêm gõ gàng. Lại một năm ở trong làng. Nó tên muốn nhường thoảng mang rồi. Ngày ấy gồm gà khắp quần. Anh xin chân đi chơi và chị đi cùng. Một người đứng một người nên cùng mà lòng cay cay cay. Sợ anh đã làm vợ người ta. Không được, không được, không được, không được nha, không được nha.
giờ anh đá làm chồng người ta. Áo trắng cô dâu, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhảy tung tóe thanh niên cầu la, bảy má lên đến thằng áo cưới anh gần bơi còn kìa. Khoa biết do Khoa mà xa, tình yêu ấy hay sao càng xa. Mấy năm nữa ra 18 tuổi. Gan là 2025. Bây giờ gan còn chậu. Đúng không? Bây giờ gan còn chậu. Chậu. À, chậu. Khoa sắp 18 rồi, ok. Ta sắp 18 rồi, ai đâu còn 14, 15. Gan tuổi gì ta? Gan tuổi heo. Sao mà quên được? Không. Học vui lắm hả? Học vui đúng không? Học vui đúng không? Đúng rồi, ở nhà dứt khoa. Không có chửi mà. Ok la, Khoa hiểu rồi. Đúng rồi, chồng cứ sao đâu, chồng bước chân ngồi. Đúng vậy, chồng bước chân. Đúng. Anh đâu có chữ thờ nữa. Anh chửi nó không quen theo Khoa chửi hay luôn á. Tốt nhất là đừng có ai chửi hết, hiểu không? Cái đó đó, mình biết cái đó không? Cái đó đó là
đâu rồi anh chưa nhắc cho con nghe đó, anh nhớ không? Mà lúc đó anh hết hát chứ, rồi anh hát là nhớ không? Kinh nhất là la 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 my name is chiki and I'm in cha cha chiki cha cha boom boom. Chơi nói chuyện được nhưng mà chắc cũng không được. I want